Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí đại diện cho chính quyền địa phương, thưa toàn thể bà con cô bác. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất, chúc cho buổi lễ đón xuân an lạc, tặng quà Tết cho người nghèo Đinh Dậu 2017 thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, để phát huy truyền thống nhân văn của người Việt Nam, thương người như thể thương thân, sống để chia sẻ, hôm nay tôi rất vui là được làm cái việc mà mình yêu thích, đó là đại diện cho những tấm lòng hảo tâm xa gần đã tin tưởng giao phó cho tôi hiện thực hành nguyện chia sẻ nghĩa tình đến với người nghèo. Mục đích chính việc làm này đó là làm sao nhân rộng được tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi với người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn chưa may mắn. Hy vọng với sự giúp đỡ nhỏ bé này phần nào tạo được chút động lực khích lệ tinh thần các hộ nghèo sang năm mới và trong thời gian tiếp theo khắc phục vượt qua mọi khó khăn để tiến lên thoát nghèo, dần dần trở lên giàu có, rồi chung tay tiếp sức với chúng tôi để mang tình yêu thương lan trải đến những hoàn cảnh khó khăn ở nơi khác. Nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, thay mặt cho những mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các hộ nghèo và cá nhân tôi, trân trọng gửi lời chúc Tết tới toàn thể gia đình quý vị, chúc mừng năm mới, an khang, thịnh vượng.